Nhà họ Lục chúng ta sắp xong rồi. Nhà họ Lục đã bị niêm phong. Tất cả các kênh tài chính đều bị đóng băng. Làm sao có thể như vậy được? Phía trước nhà họ Lục lúc này vẫn ổn mà. Tại sao lại đột nhiên bị niêm phong? Tại sao vậy? Còn không phải vì cái anh trai tốt họ Hoắc của con sao? Hắn ta rõ ràng là luật sư hàng đầu. Lúc đó con đã nói với tôi thế nào? Nói họ đều là đồ ăn bám vô dụng. Tôi đâu biết trước khi tái sinh mình đã nói gì. Nhưng Hoắc Nghị không cần phải làm khó chúng ta như vậy đâu. Tôi không quan tâm. Cô dù sao cũng sống ở nhà họ hơn 10 năm rồi. Cô đi cầu xin họ đi. Tin đồn bị bao dưỡng. Rõ ràng chỉ mới lan truyền có 5 giây. Làm sao có thể điều tra đến đầu mình được? Mặt khác, anh cả nhà họ Hoắc đang bận rộn thu mua đường. Các tòa soạn tin đồn. Lúc này Hoắc Nghị gọi điện đến. Anh, nghe nói anh đã mua lại Hoa Thần rồi. Việc của em gái không phải vì em gái. Anh vốn đã định mua lại rồi. Được thôi, có thời gian về nhà ăn cơm nhé. Hoắc Tổng, tôi không hiểu. Tòa soạn không nằm trong phạm vi kinh doanh của chúng ta. Tại sao lại muốn mua lại nó? Họ đã làm sai. Và tôi kiếm được nhiều tiền. À đúng rồi, Hoắc Tổng, bên nhà họ Lục đã bị niêm phong rồi. Loại doanh nghiệp tồi tệ này không có giá trị mua lại. Sau này đừng nhắc đến bất kỳ ai trong nhà họ Lục nữa. Cả em họ cũng không quản nữa sao? Xin chào, làm ơn giúp tôi hẹn gặp anh trai tôi. Hoắc Tổng không có mặt, xin vui lòng đặt lịch hẹn trước lần sau. Sao có thể như vậy được? Ngay cả anh trai cũng không giúp tôi nữa sao? Mẹ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Con không phải tại bố con sao? Tìm người chụp bức ảnh của Hoắc Diệu rồi gửi đến tòa soạn. Bây giờ nhà họ Hoắc đang bám giết lấy chúng ta không buông. Hóa ra vậy, con tưởng tin tức bao dưỡng là do con nhỏ kia tạo ra. Không ngờ chính là do bố ruột mình chủ mưu. Hạ hạ, con đi cầu xin nhà họ Hoắc được không? Mẹ, mẹ đừng nghĩ nữa. Bây giờ không chỉ nhà họ Hoắc muốn chúng ta tiêu đời. Đến giờ mẹ vẫn chưa biết danh tính. Người đàn ông trong bức ảnh sao? Người đàn ông là ai không quan trọng. Hoắc Diệu đều đã làm rõ rồi. Sao vẫn chưa tha cho nhà họ Lục vậy? Người đàn ông đó là Phương Tổng nổi tiếng đấy. Mẹ nghĩ ông ta sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Sao? Sao lại thế được? Vậy con đi cầu xin Hoắc Diệu đi. Cô ấy hẳn quen biết vị Phương Tổng nổi tiếng này. Nhà họ Lục xong rồi. Ta không thể sống trong biệt thự nữa rồi. Mặt khác, những kẻ dẫn dắt công luận bôi nhọ Hoắc Diệu trực tiếp trả lại văn bản pháp lý của Hoắc Tổng. Họ nói thông tin của cô Hoắc Diệu không phải là bí mật, không coi là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Vậy họ định trả lại văn bản pháp lý rồi xem không có gì à? Đây là đang thách thức tôi hả? Hoắc Tổng, tôi đã đi điều tra cô gái đó. Có vẻ như nó có chút quan hệ với thương gia Tân Thành, có hậu thuẫn khá mạnh. Chúng ta có nên cân nhắc lại không? Dù sao anh hùng cũng không chịu thiệt trước mắt. Đã vậy họ đem nhà họ Thẩm ra, thì hãy để người nhà họ Thẩm đến xin lỗi em gái tôi đi. Hoắc Tổng, đây thực sự không phải đùa đâu. Anh thấy tôi có vẻ đang đùa sao? Buổi live sờ chim mà em gái tôi tham gia, cái người chị họ gì đó cùng hợp tác với cô ta, là người nhà họ Thẩm ở Kinh Thành phải không? Đúng vậy. Rất tốt, lại thêm một lý do để đối phó với nhà họ Thẩm rồi. Điên rồi, Hoắc Tổng hoàn toàn điên rồi. Nếu anh ta biết nhà họ Thẩm đã nói gì, còn gì nữa thì cứ nói thẳng ra đi. Bên nhà họ Thẩm bảo chúng ta đừng không biết điều. Mau chóng rút lại vụ kiện đối với cô ta đi. Cân nhắc kỹ xem mình nặng bao nhiêu cân. Mê mơn, không biết điều. Cân nhắc nặng nhẹ. Rất tốt, rất tốt. Tôi biết rồi, anh ra ngoài đi. Văn phòng luật này sắp xong đời rồi. Tôi có nên chuẩn bị sơ yếu lý lịch không nhỉ? Chú Trường Phong, nhà họ Hoắc và nhà họ Thẩm có quan hệ làm ăn không ạ? Nhà họ Thẩm nào? Nhà ở Kinh Thành ấy. Họ chỉ là một gia tộc nhỏ, không xứng để giao thiệp. Nhìn cái vẻ không ra gì của cậu trợ lý của tôi kìa. Nhị thiếu gia sao đột nhiên lại hỏi về nhà họ Thẩm? Không có gì, chỉ là trước đây em gái bị dò dỉ thông tin trên mạng. Một cô em họ nhà họ Thẩm làm đấy. Hôm nay tiện miệng hỏi thôi. Dám bôi nhọ tiểu thư nhà chúng ta. Bài học này vẫn phải cho họ. Sáng hôm sau, Hoắc Tư lái xe đưa Hoắc Diệu đi học. Em gái, em sắp xếp kỳ nghỉ đông thế nào? Em sẽ về quê thăm bà ngoại. Tốt đấy, ở bên cạnh người già một thời gian. Lúc này Hoắc Tư đột nhiên phát hiện có gì đó. Đạp mạnh một cái phanh xuống, chiếc xe không hề có phản ứng giảm tốc. Anh Tư, bảo vệ đầu cẩn thận. Rất nhanh sau đó, tai nạn của hai người trở thành chủ đề nóng trên mạng. Em và anh trai em không sao chứ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Phanh chân và phanh tay đều bị hỏng, nên chỉ có thể đâm vào cây để dừng lại. Có vẻ là bị phá hoại có chú ý. Tôi cũng nghĩ vậy. Chắc vẫn khá am hiểu về xe cộ. Tôi để anh ấy đến xem thử. Được, phiền anh rồi. Tôi sẽ đến ngay. Tiện thể điều tra mối quan hệ của Hoắc Tư nhé. Diệu Diệu, các con không sao chứ? Làm mẹ sợ ngủm khiếp. Đừng lo, con và anh Tư đều không sao. Tay con sao vậy? Thật sự không sao, chỉ bị chảy xước một chút thôi.
gái đâu? Em gái thế nào rồi? Em ấy không sao, yên tâm đi. May quá, may quá, tôi không phát hiện ra xe có vấn đề. Nếu không phải em gái kịp thời kiểm soát được xe, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Em gái, em biết lái xe à? Cũng không giỏi lắm, chỉ là ma sát để giảm tốc độ. Đã học qua nguyên lý nên áp dụng thử một chút. Phanh đột nhiên bị hỏng, hệ thống cảnh báo không báo sao? Không, ngay cả phanh tay cũng không phản ứng. Con nghi ngờ rất có thể có người phá hoại. Vẫn nên đợi kết quả kiểm tra xe của Trác Vân đi. Cùng lúc đó, công ty của Hoắc Tư rối loạn. Anh Đồng, chuyện không hay rồi. Có tin đồn nói Lucky gặp tai nạn xe là do vấn đề tâm thần. Mê mông, có vẻ lại có người đang sẵn sàng hành động. Camera hành trình của xe nhà anh bị xóa mất một ngày ghi hình cách đây 2 tháng. 2 tháng trước, tôi đã nhờ tất cả lập trình viên cố gắng khôi phục. Nhưng thực sự không có cách nào. Không có cách nào hết sao? Đúng vậy, ngay cả lập trình viên giỏi nhất cũng đã thử rồi. Hơn nữa, đối phương đã tính toán chính xác số lần mài mòn của má phanh. Anh Đồng, bên này không có cách đến bệnh viện, nói với Hoắc Tư về tình hình hiện tại. Máy tính vốn là sở trường của chị mà. Anh Đồng, hay anh bảo bạn gửi fan qua đây. Biết đâu em có thể khôi phục được. Tôi vẫn hy vọng vào Lucky. Hãy nhớ lại xem hôm đó xe ở đâu. Xe của tôi chẳng phải đâu ở đó thôi sao? Làm sao nhớ được một ngày cụ thể cách đây 2 tháng chứ? Anh nói xem anh có ích gì không? Ngay cả việc này cũng không nhớ nổi. Anh bảo bạn anh gửi bản ghi qua đi. Để em thử xem. Em gái, em cũng biết về máy tính à? Một chút thôi. Dù sao để em thử cũng không mất gì đúng không? Được rồi, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy. Tiếp nối phần trước, cố gắng khôi phục hình ảnh camera hành trình bị xóa trên xe của Hoắc Tư. Dữ liệu này không ổn, thiếu đê sâm. Anh Bằng, em cần điều khiển từ xa máy tính của bạn anh. Anh ấy nói sẽ gửi lời mời từ xa cho em ngay. Nhưng bạn anh vẫn chưa gửi lời mời mà. Đã điều khiển từ xa được rồi à? Đúng vậy. Sao máy tính của tôi toàn là những ký tự không hiểu được vậy? Trời ơi, đây là một cao thủ. Đối phương đang dùng máy tính của tôi làm gì? Có lẽ đang viết chương trình sửa chữa. Tôi cũng không hoàn toàn hiểu được. Đã sửa xong rồi à? Ôi trời, thật sự đã khôi phục được rồi. Thời buổi này học sinh giỏi đa năng quá nhỉ. Cũng phải xem là em gái của ai chứ. Hai anh xem đoạn video này đi. Người này các anh có quen không? Tôi không nhận ra. Tôi cũng không có ấn tượng. Tôi gửi video cho bạn thám tử kiểm tra xem sao. Được, lúc này Hoắc Diệu nhận được điện thoại từ Mẫn Ngọc. Anh ấy đã tìm ra kẻ gây án trong gara và gửi ảnh qua. Anh Bằng không cần gửi nữa. Bạn em đã tìm ra là ai rồi? Lại giải quyết được rồi. Là cùng một người trong video. Người này các anh có biết không? Có vẻ quen mắt. Sao lại là anh ta được? Đây là Hướng Dương, em trai của Hướng Nam. Hướng Dương hình như chuyên ngành liên quan đến ông Tô. Trước đây Hướng Nam đã phạm sai lầm, giờ em trai anh ta muốn hãm hại tôi. Sao họ lại làm như vậy nhỉ? Em gái, sao em nhìn anh như vậy? Em đang suy nghĩ, hoàng tử thứ tư ngây thơ như anh làm sao sống sót được trong giới giải trí vậy? Em gái, em gửi tài liệu cho anh đi. Đây rõ ràng là mưu sát, chúng ta không thể bỏ qua chuyện này. Đây là cố ý hại người, báo cảnh sát luôn đi. Anh hai Hoắc, có thể cho anh ta cơ hội tự thú không? Tin tôi đi, nhanh chóng báo cảnh sát giải quyết đi. Có phải sợ anh ta bỏ trốn không? Anh ta không chạy thoát đâu. Tóm lại anh tranh thủ thời gian đi. Dù sao đang ở trong tay chủ ngũ, có thể nói lý lẽ. Nếu rơi vào tay anh cả thì... Nhị thiếu gia, gần đây có phải anh đang điều tra vụ tai nạn xe của tiểu thiếu gia? Không phải, là quản lý của tứ đệ đang điều tra. Anh có thể bảo anh ấy không cần điều tra nữa. Đây là tôi có sắp xếp, tôi còn việc. Lần sau nói tiếp nhé. Kẻ đã động tay chân vào phanh xe của lão tứ, em rằng đã rơi vào tay chú Trường Phong rồi. Tiểu Dương, mau dừng xe lại. Bên cạnh là biển lớn đấy. Anh không thể dừng xe, đã bị khóa ngủ rồi. Rốt cuộc muốn làm gì vậy? Muốn chúng ta cũng trải nghiệm đua với tử thần sao? Mau đạp phanh đi. Vô ích, phanh xe này cũng bị hỏng rồi. Lúc này, quản gia trưởng đang xem video bên đường. Chính là đoạn tai nạn xe của anh em nhà họ Hoắc. Tôi nhớ kỹ năng lái xe của tiểu thiếu gia không tốt lắm. Tránh nguy cấp này không phải chỉ tay đua mới làm được sao? Không thể nào là đại tiểu thư được nhỉ? Nghĩ gì vậy? Cô ấy mới 18 tuổi, có khi chưa từng chạm vào vô lăng. Anh xem kỹ hai người trên xe đi. Hôm nay là ngày 20, vậy chạy 20 vòng nhé. Đại quản gia, anh làm phức tạp quá. Lôi ra đánh một trận không phải xong sao? Thô lỗ, chúng ta là người văn minh, giải quyết vấn đề theo cách văn minh, hiểu không? Ra đây gọi là văn minh à? Thế nào, phanh hỏng có vui không?
các anh đang phạm pháp đấy. Tôi sẽ tố cáo các anh. Anh đừng nói nữa. Có vẻ cậu vẫn chưa tỉnh ngộ. Phanh xe của Lucky là tôi phá hoại, không liên quan đến anh hướng nam của tôi. Thật là anh em tốt. Một người phá hoại phanh xe, một người tung tin đồn tiểu thiếu gia nhà chúng tôi gặp tai nạn là do bất thường tâm thần. Xuân Dương theo phản xạ muốn tiếp tục phủ nhận, bị ánh mắt của đại quản gia nhà họ Hoắc chặn lại. Nghĩ kỹ rồi hãy nói. Nếu không nghĩ ra thì lên xe tiếp tục cho tôi. Bây giờ là xã hội pháp trị. Tiếp theo nên làm gì các cậu biết rồi chứ? Biết rồi, biết rồi. Tôi sẽ đi tự thú. Anh tôi sẽ công khai xin lỗi. Được, cho các cậu một tiếng. Tiểu Dương, cậu trốn đi. Đó là cố ý hại người, cậu sẽ phải ngồi tù đấy. Anh vẫn chưa hiểu sao? Họ hoàn toàn không sợ chúng ta chạy trốn. Một giờ sau, Hướng Nam công khai thừa nhận tung tin đồn và tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí. Anh phát điên rồi, chúng ta đã vất vả làm mới bôi nhọ được cậu ta. Vậy mà anh lại đi làm rõ như thế. Anh Viễn à, anh cũng đừng gây sự với Lucky nữa. Cậu ấy là nhân vật chúng ta không thể động đến. Tôi rút lui khỏi giới giải trí còn nhiều việc. Tôi đi trước nhé. Ở phòng bệnh bên kia, Hoắc Tứ đang ăn ngon lành thì có người đến thăm. Hoắc Tứ lập tức im lặng. Ngoài Hoắc đại bá, người Hoắc Tứ sợ nhất chính là vị Hoắc đại quản gia này. Chú Trường Phong, sao chú lại đến vậy? Sao, không hoan nghênh tôi à? Đâu có, cháu vui còn không kịp. Chú Trường Phong không gặp em gái cháu sao? Đại tiểu thư cũng ở đây, cô ấy ra ngoài ăn cơm, sắp về rồi. Chú vẫn chưa gặp em gái phải không? Không vội, sẽ có cơ hội. Dạo này cháu thường xuyên tập lái xe à? Tôi đã xem video tai nạn của cháu. Kỹ thuật tránh nguy hiểm này không tệ. Ôi, cái đó à? Là em gái đang điều khiển vô lăng đấy. Đại tiểu thư cũng biết lái xe sao? Hoắc Tứ nghiêm túc lặp lại lời giải thích về nguyên lý ma sát của Hoắc. Vị Hoắc đại quản gia bên cạnh lại im lặng. Chỉ có tiểu công tử ngốc nghếch này mới tin thôi. Ôi, người này trông giống mấy kẻ đòi nợ quá. Trông có vẻ giang hồ nhỉ. Đây là đại tiểu thư thật sao? Khí chất 200 mét này hoàn toàn không giống bốn anh trai vô dụng kia. Thấy mình chỉ liếc nhìn một cái là xong. Không có chút sợ hãi nào. Thật có khí phách của Phong gia chúng ta. Tiếc là hôm nay còn có việc phải xử lý, không tiện nói chuyện vài câu. Máy bay của đại quản gia đã được sắp xếp xong. Những việc đã dặn trước đó thế nào rồi? Ông yên tâm, dù trong nước hay nước ngoài, những đơn hàng liên quan đến nhà họ Thẩm đều đã rút lại. Nhà họ Thẩm dám cố tình dẫn dắt dư luận đưa tin về đại tiểu thư nhà ta, lần này nhất định phải cho họ sập. Nhà họ Thẩm quen thói ngông cuồng rồi. Tiếc là lần này đã đụng phải tảng đá. À đúng rồi, anh quay lại kiểm tra kỹ lưỡng tất cả tài liệu về đại tiểu thư trước đây. Tôi cảm thấy đại tiểu thư khác xa so với trong tài liệu. Cô ấy lại có tiềm năng kế thừa nhà họ Hoắc hơn. Phong gia không có con trai, Nhị gia vì Tam thiếu gia từng bị bắt cóc nên trở về nước sống kín đáo. Không biết sau này ai sẽ gánh vác gia tộc Hoắc to lớn này. Hoắc Diệu, chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không? Tôi xin lỗi cô còn chưa đủ sao? Tôi không nên tiết lộ thông tin của cô. Cô độ lượng tha thứ cho chúng tôi đi. Không hiểu cô đang nói gì. Đừng giả vờ nữa. Chị họ tôi bị đánh đập không phải do cô gây ra sao? Nói chuyện với Hoắc tiểu thư kiểu gì vậy? Hoắc tiểu thư, xin lỗi, em họ tôi không biết điều. Thẩm gia đã bị trừng phạt rồi. Hy vọng cô đừng truy cứu nữa. Ha ha ha, có vẻ anh hai ra tay không nhẹ nhàng nhỉ. Cô rốt cuộc muốn thế nào? Nói một điều kiện đi, được chứ? Vậy phiền các cô, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa nhé. Quá muộn rồi, tôi đâu biết nhà họ Hoắc này. Chính là nhà họ Hoắc danh tiếng lừng lẫy kia chứ. Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like, các bạn dành ra 1 giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.